Vừa qua, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông, Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cho hay, Mỹ nhận thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế sau khi phủ quyết một dự thảo nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Ông Polyansky nói, sau khi phủ quyết dự thảo do 10 nước này soạn thảo, Mỹ thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế. Cách tiếp cận của Mỹ không được chia sẻ ở Trung Đông hoặc bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an hoặc bởi phần lớn các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chính sách ngăn chặn hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông của Washington vẫn là một vết nhơ đối với danh tiếng của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm, điều mà họ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14-1 cho nghị quyết hôm 20 tháng 11 được 10 thành viên không thường trực đưa ra. Nghị quyết đã không được thông qua vì phiếu chống của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực của hội đồng. Đây là lần thứ tư Mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Về phần mình, ông Polianski cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đổ máu ở Gaza. Để đạt được mục đích đó, phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc sẵn sàng hợp tác với các thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an và với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, sự trở lại của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 được dự báo có những tác động mạnh mẽ với khu vực châu Á. Từ căng thẳng Mỹ-Trung, lo ngại của Nhật Bản và Hàn Quốc, đến cơ hội chiến lược của Ấn Độ châu Á đang chuẩn bị đối mặt với những chuyển biến lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Lập trường của ông Donald Trump về Trung Quốc có vẻ đơn giản nhưng nó phức tạp hơn người ta tưởng. Trong khi đó, các đồng minh của Washington ở Đông Á đang tiếp cận sự trở lại của ông Donald Trump một cách thận trọng. Tại Hàn Quốc, Tổng thống John Suk Yeol phải đối mặt với một tình huống tế nhị hơn. Ở Seoul, có những lo ngại rằng ông Donald Trump có thể khôi phục mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có khả năng làm ảnh hưởng đến lợi ích của Hàn Quốc, trong khi lại yêu cầu tăng cường cam kết chia sẻ gánh nặng vì an ninh của nước này với ấn độ thủ tướng ấn độ narendra modi có thể xem sự trở lại của ông donald trump như một cơ hội để củng cố mối quan hệ chiến lược với mỹ các đối tác của washington ở châu á dường như nhận thấy rằng việc ông trump trở lại nhà trắng có thể khiến mỹ giảm bớt sự can dự vào khu vực này tóm lại sự trở lại nhà trắng của ông donald trump hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho chính sách đối ngoại của mỹ tại châu á các quốc gia trong khu vực đang theo dõi sát sao diễn biến này bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà còn định hình tương lai quan hệ quốc tế trong bối cảnh đầy biến động hiện nay Bộ Quốc phòng Đức vừa qua đã công bố việc chuyển giao thêm 4 khẩu pháo tự hành bánh xích Panzerhaubitze 2000, PZH 2000, 155mm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Lô hàng mới nhất này nâng tổng số pháo PZH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine lên 24 khẩu đội. Những khẩu pháo này đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine trước các lực lượng Nga, mang lại hỏa lực vượt trội và tính linh hoạt về mặt chiến thuật. Kể từ khi triển khai tại Ukraine vào giữa năm 2022, PZH 2000 đã chứng minh được khả năng thay đổi ít nhiều cục diện trên các mặt trận. Các đơn vị pháo binh Ukraine đã sử dụng hiệu quả các khẩu pháo này để cản các cuộc tấn công của quân đội Nga. Độ chính xác của hệ thống kết hợp với khả năng bắn nhanh đã có hiệu quả trong việc phá vỡ các hoạt động của đối phương. Binh sĩ Ukraine cũng đã ca ngợi PZH 2000 vì độ chính xác và tính linh hoạt của nó, nhấn mạnh tác động đáng kể của nó trong cả hoạt động phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, nhịp độ chiến đấu dữ dội ở Ukraine đã gây thêm áp lực cho các đơn vị PZH 2000 pháo lựu được thiết kế để bắn tới 100 viên đạn mỗi ngày. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine thường xuyên vượt quá con số này trong các hoạt động của họ. Tốc độ bắn cao đã làm tăng tốc độ hao mòn của các hệ thống, đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên. Bất chấp những thách thức này, lựu pháo PZH 2000 của Đức đã củng cố danh tiếng của mình như một tài sản quan trọng đối với lực lượng pháo binh Ukraine. Theo nhà sản xuất, PZH có chiều dài 11,7m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3,4m. Thân và tháp pháo của PZH được chế tạo bằng thép hàn toàn bộ giúp phương tiện có thể tự vệ trước hỏa lực của các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Ngoài ra, PZH còn được trang bị thêm lớp giáp Igen Panzerung, hay còn gọi là giáp con nhím, lắp trên bề mặt nóc xe để chống các loại bom bi và bom chùm. Sử dụng động cơ diesel MTU-881 công suất 1.000 mã lực, kết hợp với hộp số tự động Renz HSWL-284 với 4 số tiến và 2 số lùi. PZH có thể chạy với tốc độ tối đa 60 km h trên đường trường, phạm vi hoạt động 420 km. Bên cạnh đó, nó còn có thể vượt rãnh rộng 3m, vượt chướng ngại vật cao 1m, lộ nước sâu 1,5m. Vũ khí chính của PZH là pháo cỡ nòng 155mm với cơ số đạn 60 viên. Ngoài pháo chính 155mm, PZH sử dụng một súng máy MG3 7,62mm gắn trên tháp pháo. PZH còn có khả năng tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO. Nó có tầm bắn 30km với đạn tiêu chuẩn và 40km với đạn tăng tầm khi sử dụng đạn hỗ trợ tên lửa VLAP của Nam Phi, nó có thể đạt được tầm bắn 56 km. PZH còn được tích hợp kính ngắm toàn cảnh ngày đêm, máy đo xa laser và kính ngắm bắn trực tiếp. Đồng thời nó cũng được trang bị hệ thống chống cháy tự động và hệ thống bảo vệ NBC. Với uy lực mạnh, khả năng dẫn đường chính xác, tầm bắn xa và tính cơ động cao, phá tự hành PZH 2000 được xem là hệ thống pháo tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Các hãng truyền thông đưa tin, dạng sáng 25 tháng 11, chiếc Boeing 737-400 chở hàng lao xuống sát nhà dân gần sân bay quốc tế Vinius ở Litva. Máy bay lao xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh và trượt hơn 100 mét trước khi đâm vào ngôi nhà. Người trên mặt đất an toàn nhưng một thành viên phi hành đoàn quốc tịch Tây Ban Nha thiệt mạng và ba người bị thương. Máy bay thuộc sở hữu của hãng vận tải có trụ sở tại Tây Ban Nha, Suite, khai thác thay mặt cho tập đoàn vận tải quốc tế DHL, máy bay khởi hành từ thành phố Leipzig của Đức trước khi bị rơi gần sân bay Vilnius. Bình luận về vụ máy bay chở hàng rơi ở Litva, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói với báo giới, bây giờ chúng ta phải nghiêm túc đặt câu hỏi, liệu đây là một vụ tai nạn hay là một âm mưu phá hoại khác? Theo tờ The Guardian, bà Baerbock ám chỉ đến sự cố đứt cáp gần đây ở biển Baltic, làm dấy lên những đồn đoán về hành vi phá hoại. Bà Baerbock nói thêm, Đức đang hợp tác rất chặt chẽ với giới chức Litva để giải quyết vấn đề này. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, vẫn chưa có phát hiện nào cho thấy có chất nổ trên máy bay. Giới chức Litva cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay phá hoại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva, Laurinas Kasiunas nói, cho đến nay không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy đây là hành động phá hoại hay tấn công cực đoan, đồng thời cho biết cuộc điều tra để xác định nguyên nhân có thể mất khoảng một tuần. Người đứng đầu cơ quan phản gián Litva, Darius Zonitskis cũng cho biết, chúng tôi không bác bỏ giả thuyết một vụ tấn công cực đoan, nhưng hiện tại chúng tôi không thể đưa ra kết luận vì chưa có thông tin nào như vậy. Tổng ủy viên cảnh sát Liva, Arunas Paulowska cho hay, các điều tra viên đang xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm lũ kỹ thuật và cả lũ của con người. Trong khi đó, Đức tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập và liên hệ chặt chẽ với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước để tìm hiểu tận gốc tình hình nhanh nhất có thể. Đầu tháng này, Litva thực hiện nhiều vụ bắt giữ khi điều tra hình sự về vụ việc gửi các thiết bị gây cháy trên các máy bay đến phương Tây. Theo phương tiện truyền thông Ba Lan và Litva, các thiết bị như máy massage điện có chất dễ cháy đã được gửi từ Litva đến Anh vào tháng 7. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải bên ngoài Vaksava, Ba Lan. Trước cuộc họp ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 gồm Canada, Mỹ, Anh, Italia, Pháp, Đức, Nhật Bản, ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết, nước này đang áp đặt gói trừng phạt lớn nhất đối với hạm đội ngầm của Nga, bao gồm 30 tàu. Đồng thời kêu gọi các đồng minh G7 sát cánh cùng và trang bị cho Ukraine nếu cần thiết. Theo đó, ông Lamy nói với các phóng viên rằng anh đang công bố gói trừng phạt lớn nhất đối với hạm đội ngầm của Nga, ám chỉ đến một hạm đội mà Nga cáo buộc rằng đã sử dụng các biện pháp để né tránh các hạn chế của phương Tây đối với dầu mỏ của Nga. Ngoại trưởng Lamy nhấn mạnh, điều vô cùng quan trọng tại G7 này là tất cả các đồng nghiệp tiếp tục sát cánh cùng Ukraine miễn là họ còn tồn tại và chúng tôi tin tưởng rằng Ukraine có thể có đủ tiền và trang thiết bị quân sự để vượt qua năm 2025. Trong công bố chi tiết về lệnh trừng phạt, anh cho biết các tàu bị nhắm mục tiêu đã vận chuyển lượng dầu và các sản phẩm từ dầu trị giá hàng tỷ bảng trong năm 2023. Các biện pháp mới nâng số lượng tàu chở dầu chịu lệnh cấm vận từ Anh lên 73. Trong khi đó, hai công ty bảo hiểm của Nga, Alfa Chakovani và VKS cũng đối mặt với lệnh trừng phạt. Anh sẽ tiếp tục siết chặt thông tin bảo hiểm của các tàu khi đi qua vùng biển của nước này. Dẫu vậy, bất chấp việc liên tục bị Mỹ và phương Tây tung những đòn trừng phạt chưa từng có, Nga khẳng định vẫn sẽ đạt mọi mục tiêu của kế hoạch quân sự tại Ukraine. Hồi giữa tháng 10 năm nay, chính phủ Anh đã công bố lệnh trừng phạt đối với 18 tàu chở dầu và 4 tàu khí hóa lỏng của Nga. Các tàu này bị cáo buộc đã vận chuyển số dầu mỏ trị giá 4,9 tỷ bảng Anh trong năm qua, cung cấp nguồn tài chính quan trọng cho kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Cùng với đó, Anh cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty khí đốt Nga Rusgazdublina GSC. Chính phủ Anh cho biết các biện pháp này nhắm vào những đối tượng làm trung gian và hỗ trợ cho các hoạt động của Nga. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Anh sẽ tăng cường kiểm tra các tàu của Nga đi qua eo biển Anh, hay còn được gọi là eo biển Manche để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo hiểm. Tại cuộc họp của nhóm G7 ở Italia, ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết, chính phủ nước này sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ một công dân Anh bị lực lượng Nga bắt giữ khi đang chiến đấu cho Ukraine. Khi được hỏi tin tức truyền thông liên quan đến James Anderson, 22 tuổi, bị giam giữ tại tỉnh biên giới Kursk của Nga, ông Lamy cho biết ông đã được cập nhật về diễn biến đó và sẽ cung cấp cho công dân Anh này mọi sự hỗ trợ có thể. Trong một đoạn video mà hãng TASS có được, James Anderson cho biết đã bị đưa đến tỉnh Kursk của Nga trái với ý muốn. Ngoài ra anh ta khai nhận đã bị ép tham gia vào cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực này. Người đàn ông thuật lại việc chỉ huy đã tịch thu hộ chiếu, điện thoại cũng như vật dụng cá nhân và nói rằng Đi đi anh bạn! Anh ta cũng cho biết Tôi không muốn ở đây nữa Người đàn ông khai đã có thời gian phục vụ như một binh nhì Thuộc một tiểu đoàn trong 4 tháng Khu vực người đàn ông này huấn luyện cho quân đội Ukraine Nằm bên ngoài khu định cư Inguntes Gần thành phố Krivarok Ở trong nước Anh ta phục vụ trong trung đoàn tín hiệu 22 của quân đội Anh Theo đó Nhiệm vụ của anh ta là cung cấp khóa đào tạo cơ bản cho binh sĩ Ukraine, đặc biệt là hướng dẫn họ cách bắn và sơ tán người bị thương. Anh ta đã có được những kỹ năng này trong quân đội Anh nơi người đàn ông này phục vụ với tư cách là một người phát tín hiệu trong 4 năm và tham gia huấn luyện tân binh. Về phía chính quyền Anh, đại sứ quán nước này tại Moscow cho biết, các quan chức đang hỗ trợ gia đình của một người đàn ông Anh sau khi có thông tin về việc ông bị bắt giữ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông Scott Anderson, bố của người bị phía Nga bắt giữ, nói với tờ báo Daily Mail của Anh rằng chỉ huy người Ukraine của con trai ông đã thông báo với ông rằng con ông đã bị bắt. Ông cũng xác nhận con trai mình đã phục vụ trong quân đội Anh 4 năm, sau đó làm việc ngắn hạn với tư cách là cảnh sát trại giam trước khi đến Ukraine để chiến đấu. Ông cho biết ông đã cố gắng thuyết phục con trai mình không tham gia quân đội Ukraine và bây giờ ông lo sợ cho sự an toàn của mình. Vừa qua, Tập đoàn Máy bay Thống nhất UAC của Nga công bố đã chuyển giao cho lực lượng không quân nước này một lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 định danh NATO là Fullback mới. Theo đó, đại diện tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo cho biết, các máy bay ném bom tiền tuyến này được sản xuất tại nhà máy hàng không Novosibirsk, đặt theo tên VP Chakarova. Bộ Quốc phòng Nga đã làm lễ nhận bàn giao lô máy bay ném bom Su-34 sản xuất hàng loạt tiếp theo. Việc chuyển giao phương tiện diễn ra tại sân bay của nhà máy hàng không Novosibirsk. Sau đó, các chiến đấu cơ này sẽ đến nơi phục vụ. Phó tổng giám đốc thứ nhất của Rostec ông Vladimir Atikov cho biết, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được quân đội đánh giá cao, khả năng của chiếc chiến đấu cơ cho phép phi công thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả trên bất kỳ chiến trường nào, kể cả khi sử dụng vũ khí hàng không có hoặc không được dẫn đường. Số lượng máy bay cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên trong một video do UAC công bố, một trong những cảnh quay cho thấy quá trình bảo dưỡng hai chiếc Su-34, các máy bay ném bom chiến đấu mới này đã hoàn tất quá trình huấn luyện cần thiết và đã được điều đến các địa điểm bảo dưỡng. Tổng giám đốc UAC cũng cho biết đây không phải là lô Su-34 cuối cùng trong năm nay. Được biết Su-34 không phải là một dòng máy bay mới, Ý tưởng phát triển loại máy bay này bắt nguồn từ những năm 1980 khi Liên Xô quyết định tạo ra một biến thể của Su-27 để thay thế cho máy bay ném bom Su-24 cũ kỹ. Cục thiết kế Sukhoi đã lựa chọn nền tảng máy bay huấn luyện Su-27UB hai chỗ ngồi với sự kết hợp giữa phi công và hoa tiêu để phát triển một loại máy bay ném bom mới. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Su-34 đã chính thức ra mắt và được đưa vào phục vụ từ năm 2014. So với phiên bản tiền nhiệm Su-27, Su-34 được thiết kế nặng hơn và có khả năng mang tải trọng bom lớn hơn. Nó được trang bị để thực hiện nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng chính xác trên không. Một trong những điểm nổi bật của Su-34 là khả năng tấn công mục tiêu đa dạng. Máy bay có 12 điểm treo bên ngoài, cho phép nó mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom không điều khiển, với tải trọng tối đa lên tới 8.500 kg. Su-34 có thể tiến hành các cuộc không kích với mức độ tàn phá lớn. Su-34 sử dụng hai động cơ phản lực AL-31F có khả năng bay với tốc độ tối đa Mach 1,5 ở độ cao và bán kính chiến đấu lên tới 1.100 km. Với tầm hoạt động khoảng 4.000 km khi đầy nhiên liệu, máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài mà không cần dừng lại. Trong phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky bất ngờ tiết lộ các chuyên gia Ukraine đang phân tích mảnh vỡ của tên lửa Oresnik của Nga và phối hợp cùng các đồng minh để đưa ra phương án đáp trả. Ông Zelensky đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine làm việc với các đối tác quốc tế nhằm hối thúc các đồng minh nhanh chóng trang bị các hệ thống phòng không tiên tiến. Một số hệ thống phòng không có thể đánh chặn tên lửa Oresnik được truyền thông Ukraine đề cập, bao gồm tổ hợp phòng thủ THAAD và hệ thống Aegis. Đây đều là các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Tổ hợp THAAD là vũ khí phòng thủ tên lửa được thiết kế cho nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu bay đạn đạo của đối phương trên tầng cao nhất của khí quyển trái đất. Điểm đặc biệt của THAAD là dùng phương thức đánh chặn tương đối đặc biệt so với các lá chắn tên lửa chiến thuật, chiến lược. Đạn tên lửa của THAAD tiêu diệt mục tiêu bằng cách xuyên phá động năng, đầu đạn lao thẳng vào mục tiêu và phá hủy nó bằng động năng (kinetic). Phương thức đánh chặn này phù hợp với việc đánh chặn ở độ cao lớn, khi đầu dò quang, ảnh nhiệt chủ động của đạn tên lửa bám bắt được mục tiêu ở cự ly gần. Lợi thế của THAAD là hệ thống radar cảnh giới và giám sát cực nhạy và tầm hoạt động rộng tới 1.000 km. THAAD có thể tấn công chính xác mục tiêu là nhờ hệ thống radar cung cấp thông tin mục tiêu, radar giám sát radar di động của lục quân, hải quân hoặc AN, TPI-2. Dù vậy, mỗi tổ hợp THAAD với 6 xe phóng, 8 đạn một xe có giá rất cao tới 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, để hệ thống hoạt động hiệu quả cần có thêm hệ thống radar AN-TPI-2 trị giá 574 triệu đô la Mỹ. Song song với đó, phạm vi đánh chặn của tổ hợp THAAD tương đối hạn chế, chỉ vào khoảng 200 km. Theo các chuyên gia, trong trường hợp tên lửa Oresnik phóng ra các đầu đạn con, tổ hợp THAAD chỉ có thể đánh chặn từng đầu đạn nhưng không đảm bảo xác suất 100%. Trong khi đó, Aegis là một hệ thống phòng không đa năng do Lockheed Martin phát triển, ban đầu thiết kế để trang bị cho tàu chiến của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng, Aegis hiện đã được chuyển đổi sang sử dụng trên đất liền cung cấp khả năng phòng thủ trước nhiều loại mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo đến máy bay không người lái. Cụ thể, Aegis Assault là phiên bản hoạt động trên đất liền đầu tiên của hệ thống chiến đấu Aegis, hệ thống gồm các bộ phận phức tạp như radar, trung tâm điều khiển hỏa lực, máy tính và tên lửa. Hải quân Mỹ thường sử dụng radar Spy One và một tổ hợp tên lửa Standard Missile 3 trong các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Assault trên đất liền. Hiện nay các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Assault đã được triển khai trên lục địa Mỹ, ở châu Âu, ở Ba Lan và Romania và ở các khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các phương tiện hải quân đánh chặn tên lửa đạn đạo, tàu khu trục với tên lửa chống tên lửa đạn đạo được triển khai gần bờ biển của Nga. Hãng tin Sputnik đưa tin, Nga đã thật sự giật mình về việc Mỹ sử dụng các bệ phóng đa năng tại các căn cứ phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan, bởi từ những căn cứ đó, tên lửa hành trình và tên lửa chống tên lửa đạn đạo có thể dễ dàng phóng lên tàu biển. Nhìn chung, Aegis được coi là hệ thống phòng thủ hữu hiệu, hiệu nhất của Mỹ để đối phó với tên lửa đạn đạo tầm trung như Oresnik loại mà Nga mới sử dụng để tập kích Ukraine. Hệ thống tập trung đánh chặn mục tiêu ở giữa hành trình, nghĩa là trước khi tên lửa đưa đầu đạn hồi quyền. Cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighter Bomber cho biết, Ukraine đã tấn công một sân bay ở tỉnh Kursk bằng tên lửa tầm xa Atakemes. Theo chuyên gia này, có 8 tên lửa được phóng đi, trong đó có 7 tên lửa bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ông lưu ý rằng, từ lâu Nga đã không triển khai máy bay quân sự tại sân bay này. Nhà phân tích quân sự ủng hộ Nga Roman Aliokhin trước đó cho rằng khu vực Kursk đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa do nước ngoài sản xuất. Thông tin này cũng được thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexei Smirnov xác nhận. Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Chiến dịch Kursk diễn ra sau khi tình báo Ukraine nhận được thông tin rằng Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công theo hướng Kursk đến vùng Sumy của Ukraine để lập một vùng đệm an ninh. Quyết định của Kiev tấn công vào Kursk vừa để ngăn chặn nỗ lực trên của Moscow, vừa nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực giảm sức ép cho các đơn vị phòng thủ ở mặt trận miền Đông. Ngoài ra, chiến dịch Kursk được kỳ vọng sẽ giúp Kiev nâng vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai với Nga thông qua việc kiểm soát lãnh thổ ở đây. Tuy nhiên, trái với tính toán của Ukraine, Nga vẫn đang tiến đều đạn ở miền Đông Ukraine, thậm chí đạt được tốc độ tiến công mạnh nhất trong 2 năm trở lại đây. Trong khoảng thời gian 3 ngày báo động của mùa hè này, tên lửa Nga đã làm hao mòn nghiêm trọng các lực lượng Ukraine đang bị tổn thương, phá hủy ít nhất 3 máy bay chiến đấu quý giá trong các cuộc tấn công sâu táo bạo. Vài tháng sau, điều đó lại xảy ra một lần nữa. Cách đây vài ngày, một UAV do thám của Nga đã hoạt động mà không bị cản trở trên căn cứ không quân Skoye, Dnipro, gần thành phố Dnipro, cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine hơn 80 km. Dnipro là mục tiêu cho cuộc tấn công gần đây của Nga bằng tên lửa đạn đạo thử nghiệm Oresnik. UAV đã nhắm vào một vị trí trú ẩn dường như là nơi chứa máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine. Vài phút sau, một tên lửa đạn đạo Iskander lao xuống và phát nổ ngay trên nơi trú ẩn đó, có khả năng đã phá hủy chiếc mic trên. Cuộc đột kích này làm người ta nhớ đến các cuộc tấn công trong mùa hè này. Đầu tháng 7, một UAV của Nga đã phát hiện ra 6 tiêm kích Su-27 của không quân Ukraine đỗ ngoài trời vào ban ngày ở căn cứ không quân MiGorod, ngay miền bắc Ukraine, cách biên giới với Nga 160 km. Một tên lửa Iskander đã phá hủy hai tiêm kích. Ngày hôm sau, điều tương tự lại xảy ra. UAV của Nga bay vòng tròn trên căn cứ không quân Ukraine ở Poltava, ngay phía đông Mirgorod và cũng cách biên giới 160 km. Sau nhiều giờ giám sát, một tên lửa Iskander đã phát nổ, làm hư hại nếu không muốn nói là phá hủy một trực thăng chiến đấu Mi-24 của quân đội Ukraine. Tiếp sau đó, quân đội Nga đã nhắm vào căn cứ không quân Donzisevo gần Rok chỉ cách tiền tuyến ở miền nam Ukraine 116 km. Một máy bay không người lái đã quét căn cứ và có tới 3 tên lửa Iskander lao xuống. Từ mùa thu năm 2023, các cuộc không kích của Nga nhằm vào các sân bay của Ukraine đã bắn hạ ít nhất 2 tiêm kích Su-27, 4 tiêm kích MiG-29, một chiếc Su-25 và có khả năng là cả Mi-24. Đây là tỷ lệ tổn thất đáng kinh ngạc. Jack Walling, một nhà phân tích của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh ở London nhận định, các cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander chỉ có thể được thực hiện dưới sự giám sát liên tục và dày đặc của Nga đối với Ukraine tại những nơi cung cấp tọa độ cho các tên lửa nhắm vào mục tiêu. Mặc dù sở hữu hàng trăm hệ thống phòng không từ các đồng minh, nhưng Ukraine vẫn không thể bảo vệ an toàn không phận của mình, ít nhất là không đủ triệt để để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ không quân và chiến đấu cơ tại đó. Đây là tin xấu đối với lực lượng không quân Ukraine khi họ đang phải vật lộn để tìm nguồn cung máy bay cho các lữ đoàn đã mệt mỏi vì chiến đấu. Thực tế là không dễ tìm nguồn cung cho các tiêm kích MiG-29 và Su-25 dự phòng. Các đồng minh thân cận nhất của Ukraine đã hỗ trợ tất cả tiêm kích thời Liên Xô mà họ dự trữ không có quốc gia đồng minh nào sở hữu Su-27. Những đợt cung cấp mới các tiêm kích MiG và Sukhoi đến từ chính kho vũ khí của Ukraine, hay nói đúng hơn là từ kho dự trữ khổng lồ các máy bay mà Liên Xô để lại năm 1991. Có bao nhiêu máy bay trong số đó có thể phục hồi sau nhiều thập kỷ lưu kho vẫn là một câu hỏi cấp bách chưa có lời giải. Ukraine đang dần tiếp nhận tới 85 tiêm kích F-16 cũ của châu Âu, cùng hơn 10 máy bay Dachon Mirage 2000 cũ của Pháp. Gần 100 máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường khả năng cho lực lượng không quân Ukraine nhưng có thể mất một năm hoặc lâu hơn để tất cả các máy bay đến nơi, trừ khi Ukraine có thể cải thiện đáng kể khả năng phòng không của mình. Nếu không thì các tiêm kích mới đến dễ bị tổn thương như MiG và Sukhoi sẽ liên tục bị tên lửa Nga bắn nổ. Mới đây, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố, Mỹ đã hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Ukraine về cách lựa chọn mục tiêu tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAK-MS mà Washington cung cấp hãng thông tấn TASS đưa tin khi được hỏi về các cuộc tấn công bằng tên lửa Atak MS sâu vào lãnh thổ Nga, quan chức Nhà Trắng ban đầu nói rằng không có gì thay đổi về việc sử dụng vũ khí này, nhưng sau đó dừng lại và nhấn mạnh, rõ ràng là chúng tôi đã thay đổi hướng dẫn và chỉ dẫn cho họ rằng họ có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, điều phối viên Nhà Trắng tuyên bố, ngay bây giờ những binh sĩ Ukraine có thể sử dụng Atak MS để tự vệ khi cần thiết. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai xác nhận việc gỡ hạn chế cho Ukraine về việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp tấn công sâu vào Nga. Trước đó, tờ New York Times đưa tin về vấn đề này, song chính quyền Mỹ không công khai thừa nhận, nhưng cũng chưa hề phủ nhận. Chỉ có đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell xác nhận rằng Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa do nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga trong phạm vi lên tới 300 km trong khi đó phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho rằng việc ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương tây để tấn công sâu vào lãnh thổ nga đã vượt qua bất kỳ danh giới đỏ nào ông medvedev cho biết thêm tổng thống nga vladimir putin đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi phê duyệt các nền tảng mới về gian đe hạt nhân chiến thuật ngay sau khi ukraine được mỹ cởi trói nga đã phê duyệt học thuyết hạt nhân sửa đổi trong đó bảo lưu quyền cân nhắc đáp trả hạt nhân chiến thuật đối với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa chủ quyền của mình. Nga giờ đây cũng sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia không có hạt nhân chiến thuật được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung